nếu như ở miền Bắc có Văn Miếu Quốc Tử Giám, miền Trung có Kinh Thành Huế, thì ở miền Nam cũng có một địa danh rất nổi tiếng, đã có tuổi đời hơn 300 năm, là nơi lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của nền giáo dục Việt Nam. Thưa quý vị, đó chính là Văn Miếu Trấn Biên, nằm ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến để tìm hiểu câu chuyện về Văn Miếu Trấn Biên nhé. Dạ em chào chị. Ngày hôm nay em tới thì em rất là muốn có thể tìm hiểu về câu chuyện cũng như là lịch sử của Văn Miếu Trấn Biên mình đó chị. Chúng ta ngược dòng thời gian vào năm 1698 thì trưởng cơ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã phân mệnh chúa Nguyễn vào Nam kinh lược xuống Nam Bộ và chính thức sáp nhập vùng đất này vào bản đồ nước Việt Nam chúng ta. Và để xác lập một nền văn hóa và giáo dục cho vùng đất phương Nam mới mở thì chúa Nguyễn Quốc Chu đã cho xây dựng Văn Miếu Trấn Biên. Dạ. Và từ Trấn Biên ở đây cũng có nghĩa là Trấn giữ biên cương. Dạ. Và Văn Miếu Trấn Biên từ thời gian đó thì đã trở thành một điểm tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa lịch sử, một trung tâm văn hóa giáo dục quan trọng của vùng đất phương Nam. Dạ. Văn miếu đầu tiên của vùng đất phương Nam và cũng được coi là trường học đầu tiên của vùng đất phương Nam. Khi mà em bước vô trong á thì em cảm thấy là nó có một cái gì đó nó rất là quen thuộc về kiến trúc á chị, thì không biết là kiến trúc ở đây thì mình có cái gì đặc sắc ạ? Theo lịch sử ghi lại thì Văn Miếu Trấn Biên đã bị tàn phá hoàn toàn vào năm 1861 và chỉ còn được miêu tả ở trong các thư tịch cổ của các danh nhân văn hóa mà thôi. Nên là việc xây dựng lại Văn Miếu Trấn Biên thì dựa theo các thư tịch đó và dựa theo những cái công trình kiến trúc đình miếu mà chúng ta thường có ở các văn miếu trên nước Việt Nam chúng ta. Nên là em thấy là có một số hạng mục khá là quen thuộc giống với Văn Miếu Quốc Tử Giám ở ngoài Hà Nội hay là Văn Thánh Miếu ở ngoài Huế, là chúng ta cũng có Văn Miếu Môn, có Khuê Văn Cát gắn liền với Thiên Quang Tỉnh, có Đại Thần Môn và có thờ Khổng Tử. Chị ơi, ở phía bên trong bái đường này đó chị, thì mình thờ những vị danh nhân nào ạ? Trong nhà bái đường thì gồm có 3 gian. Gian chính điện chúng ta thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía xem bên tay trái thờ các vị danh nhân đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Đó là đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn và thầy Chu Văn An. Phía xem bên tay phải thì thờ các vị danh nhân đại diện cho vùng đất phương Nam mới mở. Đó là thầy Võ Trường Toản, Đặng Đức Thuật. Gia đình Tam Gia chúng ta đang thờ tượng trưng ở đây là thầy Trịnh Hoài Đức. Ngoài ra còn có Ngô Nhân Tịnh và Lê Quang Định. Và em nghĩ là Văn Miếu Trấn Biên này của mình nó sẽ có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt đối với người dân Biên Hòa Đồng Nai cũng như là người dân ở khu vực miền Nam mình, đúng không ạ? Từ ngày xưa thì Văn Miếu Trấn Biên đã là một điểm trung tâm văn hóa giáo dục quan trọng của cả vùng đất phương Nam, là văn miếu đầu tiên vùng đất phương Nam và cũng là trường học đầu tiên vùng đất phương Nam. Thì đến thời điểm hiện nay của chúng ta thì văn miếu vẫn còn tồn tại trong tâm thức và có ý nghĩa rất là quan trọng đối với lại mọi người dân vùng đất Biên Hòa Đồng Nai nói riêng và người dân vùng đất phương Nam nói chung. Đây là một nơi tổ chức các buổi lễ dân hương và báo công quan trọng trong lĩnh vực văn hóa giáo dục của cả tỉnh cũng như là cả vùng đất phương Nam. Khi mà cuộc sống của chúng ta rất là xô bồ thì mình có một nơi để mình có thể nhớ về cội nguồn nè, và bước vào không gian thì cũng tôi cảm thấy rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng, thì là một điểm đến cũng tôi nghĩ rất là đáng để mà chúng ta có thể tới đây tham quan tìm hiểu về những nét đặc sắc của lịch sử dân tộc. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Và Cẩm Tú rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.